Em chào toàn thể anh em đang theo dõi và xem clip của em. Em chúc anh em xem clip vui vẻ anh em nhé. Thì chắc cũng phải chục hôm rồi em không lên được clip chim cò cho anh em cùng ngắm và cùng xem tham khảo. Thì do tình hình báo bùng mưa lũ anh em, ở chỗ em còn mất cả sóng điện thoại, mất cả wifi, nhưng mà thực sự chỗ em cũng không ảnh hưởng quá nhiều anh em. Như báo qua đi thì bây giờ lũ lụt lại tới rất nhiều nơi như là Yên Bái, Thái Nguyên. Nhìn lũ lụt nhìn thực sự nhìn rất là khổ anh em. Chỉ biết là mong lũ lụt qua đi để cuộc sống của người dân bà con trở lại bình thường anh em ạ. Còn hôm nay em lên cái clip này em lên em chia sẻ một chú chim mồi anh em nhé. Về cái chất giọng của con chim thì đầu clip anh em cũng có thể nghe thấy rồi, con chim này là một con chim gốc Hòa Bình, con chim bóng bộ to đẹp nha. Đó, con chim này thì nó đang thay lông dơ, nó rơi vào khoảng tầm 60-70% anh em ạ. Nhưng mà cái con chim em mua lại cùng người ta thì em cũng gọi chung là kè một chút để xem thái độ. Em nghĩ cái con chim này nếu mà là song lông ấy, nó căng lên có khi là chơi bắt đầu là con xòe mở đuôi cũng rất là nhiều anh em. Một chú chim con này là chim mồi không cứng không mềm anh em nhé, không cứng không mềm. Đó, về cái bóng bộ tướng tá, thái độ của con chim thì anh em cũng có thể thấy trên clip rồi. Và em cũng báo giá em chia sẻ cho anh em nào mà ưng mà bắt con chim mồi này giá là 2.800.000 anh em nhé, 2.800.000. Con chim này thì hiện tại em bắt về em kiểm tra là không có tật lối gì anh em nhé. Thực sự con chim cũng rất là gấu anh em ạ. Con chim rất là gấu, anh em có thể chơi sục sạo lao mổ. Những cái con chim mồi thì bản tính của nó là sục sạo lao mổ là nhiều nha. Vì bản tính của những cái con chim mồi này thì khi được bổi thường thường nó rất nhiều con nó kiểu nó hay mổ chim bồi, thành ra nó hay lao đánh sục sạo là nhiều. Đó thì anh em nào mà cần một con chim mồi gốc Hòa Bình về bóng bộ tướng tá thì như em đã nói anh em cũng có thể thấy trên clip rồi. Đó, anh em nào mà kết mà ưng thì anh em liên hệ với em. Còn anh em nào mà không ưng thì em lại hẹn anh em clip khác anh em nhé. Từ nay em sẽ cố gắng ra thật nhiều clip cho anh em cùng ngắm và cùng xem tham khảo, cùng xem giải trí lựa chim cò. Em rất là cảm ơn anh em đã bớt chút thời gian theo dõi và xem clip của em anh em nhé.